Những hình ảnh quen thuộc như thế này được người dân bắt gặp ở khắp con đường, ngõ hẻm của xứ sở Quýt Hồng Lai Vung. Và sau mỗi chuyến đến và đi ấy, các chú, các bác để lại một mặt đường lành lặn, trơn phẳng cho bà con thuận tiện lưu thông. Những người có hành động đẹp thiết thực mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống ấy, đó chính là đội giá đường thiện nguyện thuộc đội an sinh xã hội ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Làm từ thiện đã nhiều năm, từ cất nhà, xây cầu, làm đường đến những công việc lớn nhỏ cần kiếp của địa phương, các thành viên trong đội an sinh xã hội xã Tân Phước đều tiên phong đi đầu. Và gần đây với công việc giá đường cũng được họ tham gia vô cùng tích cực. Dẫu nắng sớm, mưa chiều, dẫu thức khuya, về muộn, nhưng những lão nông này vẫn cứ miệt mài, cần mẫn, không chút nệ hà. Anh em là chung tay góp sức làm cái chuyện khoải, thành ra không có ai người ta không có đồng tình hết á. Còn cái công đoạn làm thì nó cũng hơi cực nha, nếu tính thì phải làm như thường thường phải 3 giờ khuya đó, mình thức dậy mình nấu nhựa. Tới sáng khoảng 6 7 giờ anh em ăn sáng xong rồi tập trung lại. Mình mới nấu như hồi nãy mình đang làm đó, làm như vậy thì cũng phải mất hết một buổi sáng. Qua buổi chiều mình mới đem xe là mình chở đi là tới công đoạn mình mới giá. Trong ngày không rồi qua ngày sau làm tiếp. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, từ sáng sớm tinh mơ là các chú, các bác đã có mặt. Không ai bảo ai, cứ thế mà hội tụ với lòng nhiệt thành, hăng hái. Cả đội hiện nay có hơn chục người, đa phần đã ở cái tuổi lục bát tuần, nhưng tuổi cao mà sức trẻ. Và hơn hết, với việc làm vì nghĩa, vì tình, vì mục đích chung là chăm lo, giúp đỡ cho bà con, hàng xóm. Vậy rồi hữu xạ tự nhiên hương, phong trào cứ thế dần lan tỏa, thu hút thêm nhiều thành viên tự nguyện tham gia. Thấy mấy chú mấy bác làm cực khổ, đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia mình đi theo làm không được, thì thấy ở đây gần nhà kế bên thì mình đi tiếp vậy thôi. Cái gần gần đây chỗ nào hư thì tôi cũng anh em đây cũng giúp đỡ người giá. Thì trong cái tập thể cái đường của mình làm chân ngon đi cho nó im đâu có gì đâu. Trước đây đường được giá bằng vật liệu bê tông, song do độ bền chưa cao nên cả đội hội ý và tìm ra phương pháp nấu nhựa để giá đường. Với ý tưởng mới mang lại hiệu quả tốt nên hầu hết các công trình sửa chữa xong đều được đánh giá cao của bà con nhân dân. Tiếng lành đồn xa, vậy rồi các địa phương lân cận cũng tìm đến nhờ đội giúp sửa, giá tiếp các đoạn đường hư hỏng. Đến nay sau hơn 3 năm, đội đã làm mới giá hơn 30 km đường nông thôn với trị giá hàng trăm triệu đồng. Tự nguyện, tâm bền, chí tiến, tất cả vì cộng đồng, nên cứ hễ đội giá đường có mặt ở đâu thì nhận được sự đón chào, chung lòng của bà con nhân dân ở đó. Đó cũng là động lực lớn lao, tiếp thêm sức bền bỉ cho mỗi thành viên trong toàn đội. Bởi vì bà con thấy làm việc thiện đó, ngày này làm nước đá chút xíu, người khác làm cà phê, ăn uống thì đầy đủ, không có thiếu đâu. Chút thiếu tôi đang mới có vừa ăn bánh xong cái chút thiếu người khác đem bánh lại nữa, người ta cho ăn nữa thì nói thôi bà con cho thì anh em cứ việc ăn đi chứ sao. Thì làm thì có những khi mình nói cũng có đói có no, nhưng mà mình đói thì ít, no thì nhiều. Còn không lâu nữa, tuyến đường ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phước sẽ hoàn thành. Xong tuyến đường này, những kỹ sư chân đất lại thu xếp công cụ, tìm đến nơi cần sửa chữa khác. Hành trình thiện nguyện, một nét đẹp long lanh, ngọt ngào như chính hương vị của Quýt Hồng ở quê hương Lai Vung, Đồng Tháp.